Binh pháp Tôn Tử là binh thư sớm nhất, vĩ đại nhất thời cổ ở Trung Quốc, mà từ xưa đến nay được xếp hàng đầu trong 7 tập Võ Kinh với 13 chương sách gồm 8.000 chữ, chứa đựng những lý giải và phân tích chi tiết về quân đội Trung Quốc, từ vũ khí, chiến lược cho đến cấp bậc và kỷ luật. Không chỉ tại Trung Quốc mà binh pháp Tôn Tử còn được lan tỏa ra nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật, Mỹ. Từ giữa thế kỷ 20, các chuyên gia quân sự phương Tây cũng thường xuyên vận dụng tư tưởng Tôn Tử để nghiên cứu các vấn đề quân sự. Các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị như nhà lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông, Thiên Hoàng Minh Trị của Nhật Bản và nhiều chính trị gia, quân sự gia đều lấy cảm hứng từ cuốn sách này. Là tác giả viết ra binh pháp Tôn Tử, Tôn Vũ tự Trường Khanh, người Lạc An, nước Tề là nhà quân sự, nhà chính trị nổi tiếng thời Xuân Thu ở Trung Quốc, được mệnh danh là bậc thánh của binh pháp. Sau này Tôn Vũ được người đời gọi là Tôn Tử, suy tôn là thầy của binh gia muôn đời, thủy tổ của nghề nghiên cứu binh pháp phương Đông. Theo ghi chép của Tả truyện, tổ tiên Tôn Vũ thực ra không phải họ Tôn mà là họ Cơ, là hậu duệ của công tử Huệ Tôn nước Vệ thời kỳ Xuân Thu. Tôn Vũ có cha là Tôn Thư, ông nội là Tôn Khoái, sau này lánh nạn đến nước Tề cho đến khi trưởng thành. Sinh ra trong thời kỳ loạn lạc, tuy xuất thân là con nhà tướng nhưng gia phụ lại là người không muốn con mình theo nghiệp binh đao, luôn ra sức ngăn cản. Mặc dù luôn bị gia phụ ngăn cấm, nhưng với tư chất thông minh tột độ, lại được ông nội từng là đại tướng quân của nước Tề luôn ngấm ngầm ủng hộ và truyền dạy binh pháp, nên sau khi nước Tề gặp nạn, Tôn Vũ trốn nhà ghi danh là một tốt sĩ, lập ra chiến đấu, lập nên đại công. Ông còn là người quyết định sự sống còn của nước Tề, liên minh với nước Yên hay giải nguy cho nước Tấn. Sau khi thống soái bao quân, huấn luyện đại quân hùng mạnh, Vua Ngô lệnh cho Tôn Vũ cầm quân chinh phạt những mối nguy hại của mình. Và tiếp đó là năm trận đánh toàn thắng, khiến cho kẻ thù chỉ cần nghe danh cũng hồn bay phách lạc. Sau đây là năm lần trực tiếp cầm quân toàn thắng vang danh sử sách của nhân vật tài ba này. Trận thứ nhất, diệt hai nước chư hầu của Sở. Năm 512 trước công nguyên, khi đó Ngô Vương là Hạp Lư ra lệnh cho Tôn Vũ chỉ huy quân tiêu diệt hai nước chư hầu của nước Sở là nước Trung Ly và nước Từ. Trong lần cầm quân đầu tiên này, Tôn Vũ đã xuất sắc hạ gọn hai nước trên, đồng thời thừa thắng chiếm được đất Thư thuộc nước Sở, lập công lớn được Ngô Vương ban thưởng. Ngô Vương muốn thừa thắng xông lên, tiến quân về kinh thành nước Sở, nhưng Tôn Vũ ngăn cản. Vậy là quân Ngô toàn thắng rút quân về nước. Ở đây có thể thấy được bản lĩnh điềm tĩnh của Tôn Vũ, dù thắng không kêu, điềm nhiên suy xét thiệt hơn của đại cục. Dù sao thì nước Sở tuy bại nhưng quân lực vẫn hùng mạnh, quân số đông hơn quân Ngô gấp bội. Trận thứ hai, chiếm hai xứ Lục Tiềm. Lần thứ hai vào năm 511 trước công nguyên, vua Ngô với lý do mất thanh bảo kiếm, sai người điều tra, thấy đang tại nước Sở nên lại sai Tôn Vũ trực tiếp thống lĩnh ba quân cùng với Ngũ Tử Tư, Bá Hy đi chinh phạt nước Sở. Lý do là Sở Vương từ chối không chịu trao thanh bảo kiếm Trạm Lư cho Ngô Vương Hạp Lư. Dưới quyền chỉ huy của Tôn Vũ, quân Ngô đánh hai trận thắng cả hai, chiếm được hai xứ Lục và Tiềm thuộc đất Sở. Nhiều người trong triều cho rằng dù binh pháp của Tôn Vũ có hay cỡ nào cũng chỉ là bàn việc trên giấy, chưa có kinh nghiệm thực chiến. Trận thứ ba, phá 16 vạn quân nước Việt. Năm 510 trước công nguyên, lúc này nước Ngô và nước Việt lần đầu tiên xảy ra cuộc chiến tranh quy mô lớn mà sử sách còn ghi lại, đó là cuộc chiến Huề Lý. Trong cuộc chiến này, lần đầu tiên Tôn Vũ đưa ra chiến thuật binh quý hổ tinh, bất quý hổ đa, có nghĩa là binh sĩ quý ở chỗ tinh nhuệ chứ không ở chỗ quân số đông trong đánh trận. Chỉ với 3 vạn quân và chiến thuật dụng binh tài tình của mình, Tôn Vũ đã đánh bại 16 vạn đại quân của nước Việt. Trận thứ tư, lần thứ ba, đại phá quân Sở. Tới năm 509 trước công nguyên lại xảy ra đại chiến Dự Trương giữa nước Ngô và nước Sở. Lúc này vua Sở sai con trai là công tử Tử Thường và công tử Tử Phàm dẫn đại quân tiến đánh nước Ngô nhằm báo thù nỗi nhục mất Dĩnh Đô năm xưa. Thêm một lần nữa, vua Ngô Hạp Lư lại giao cho Tôn Vũ cầm quân chống giặc. Lần này, Tôn Vũ khôn khéo dùng cách tránh chủ đánh phụ, né tránh quân chủ lực của địch, đó là của công tử Tử Thường, mà đánh vu hồi tập kích trang trại, bắt sống công tử Tử Phàm. Quân Sở lúc này từ thế mạnh mà chuyển sang yếu, quân đội cầm cự chưa đầy một tháng phải rút chạy về nước.
Tôn Vũ toàn thắng trở về. Trận thứ 5, đại phá 25 vạn quân Sở. Năm 506 trước công nguyên, hai nước Ngô Sở một lần nữa xảy ra chiến tranh. Sử sách gọi đây là cuộc chiến Bách Cử. Đây là cuộc chiến lớn nhất trong lịch sử hai nước. Lần này quân Sở huy động 25 vạn quân tiến đánh nước Ngô, khí thế báo thù rất sôi sục. Tôn Vũ và Ngũ Tử Tư bàn kế. Vua Ngô bí mật liên kết với hai nước nhỏ là Đường và Sái tạo thành liên minh chống Sở. Khi tác chiến, Tôn Vũ lợi dụng địa hình thuận lợi của hai nước đồng minh để triển khai chiến thuật, khống chế chính diện, tập kích Vua Hồi Mạn Sơn của mình thêm một lần nữa. Cuối cùng, 3 vạn quân Ngô đã phá tan 25 vạn quân Sở, buộc Sở Vương phải tháo chạy, Tôn Vũ đại thắng. Có thể thấy, trong những lần trực tiếp cầm binh của Tôn Vũ, ông đều bách chiến bách thắng, dụng binh như thần, người đời nể phục. Chỉ tiếc rằng, Tôn Vũ một đời trung thần vì Chúa nhưng lại không gặp được minh quân sáng suốt. Sớm biết được hậu quả của việc vua háo sắc ưa nịnh, đất nước ắt sẽ tàn vong, nên Tôn Vũ đã sớm cáo lão hồi hương, quy ẩn núi sâu rừng thẳm. Tương truyền hậu duệ của ông là Tôn Tẫn, vị quân sư lỗi lạc của nước Tề, có bạn đồng môn là Bàng Quyên, vì muốn chiếm lĩnh bộ binh pháp tôn tử của ông mà đem lòng hãm hại Tôn Tẫn. Kết quả bị Tôn Tẫn dùng binh vây đánh, vạn tiễn xuyên tim. Những kế sách, mưu lược của Tôn Tử về sau thường xuyên được các nhà quân sự vận dụng một cách sáng tạo, đỉnh cao nhất chính là Khổng Minh Gia Cát Lượng. Trong cuộc chiến Bắc Phạt, sau khi bị mất Nhai Đình và tay Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng bị dồn vào tình thế hết sức nguy cấp. Ông buộc phải rút về Tây Thành, trong tay chỉ có 2.000 quan văn và 500 võ tướng. Tư Mã Ý mang 15 vạn quân truy kích tiến đến chân thành. Lúc ấy Khổng Minh sai quân sĩ mở toang cổng, tự mình ngồi trên lầu ung dung gảy đàn như có ý khiêu khích. Tư Mã Ý nghi hoặc e có mai phục nên rút quân trở về. Không thành kế này chính là rút trong binh pháp Tôn Tử mà ra. Ý tứ là trong hoàn cảnh bị quân địch uy hiếp thì phải dùng thái độ bình tĩnh, những hành động kỳ lạ để đánh lạc hướng, làm quân địch nghi hoặc, từ đó tìm đường thoát thân. Mặt khác, kế này cũng thường dùng để lừa quân địch vào ổ mai phục, vườn không nhà trống rồi tiến đánh tiêu diệt. Đặc biệt, người đời còn kính nể ông hơn vì tấm lòng hướng thiện của mình. Mặc dù là tác giả cuốn binh thư nổi tiếng trên thế giới, nhưng Tôn Tử không ủng hộ chiến tranh. Ông cho rằng các nước nên tránh gây ra chiến sự. Theo Tôn Tử, nếu như xảy ra chiến tranh thì nên kết thúc cuộc chiến một cách nhanh nhất, bởi vì nếu cuộc chiến kéo dài thì nó không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến nước bại trận mà còn với cả nước chiến thắng nữa. Chuyện kể rằng, sau 5 trận đánh để đời kể trên, uy danh và tài thao lược quân sự của Tôn Vũ lừng lẫy thiên hạ. Sau khi trở về nước, Ngô Vương Hạp Lư luận công ban thưởng xem ai là người có công đầu trong việc đánh Sở. Người có công đầu không ai khác, đó chính là Tôn Vũ. Ngô Vương Hạp Lư muốn trọng thưởng, nhưng Tôn Vũ không nhận. Vừa không muốn làm quan, cũng không muốn nhận một xu nào. Hạp Lư đưa tặng mấy xe vàng lụa. Khi đi đường, Tôn Vũ đều đem ban phát cho những người nghèo khổ, không giữ lại một xu. Ông ung dung trở về núi non, tiếp tục viết bộ binh pháp để đời của mình. Suốt hàng ngàn năm qua, binh pháp của Tôn Vũ luôn là kho tàng trí tuệ thâm sâu, ẩn chứa những giá trị chưa thể đo lường hết. Cuốn binh thư này không chỉ được ứng dụng trong quân sự mà còn được vận dụng rộng rãi trong kinh tế, thương mại, quản lý và ngoại giao.